prime minister his country needs to reduce import tariffs before they can sign a trade deal. Harley Davidson has to pay tremendous tariffs when they send motorcycles in here. When India sends motorcycles into the U.S., there's virtually no tariffs. For the most part, there is absolutely no tariffs. So I just said that's unfair. He also spoke about the spread of the coronavirus. He made the argument that the virus is very well under control in our country, despite over 50 confirmed cases. He said from what he's heard, all of those infected are getting better. The apostolate of prayer accompanies the church and its pastors. Pope Francis underlines this in his greeting to the faithful gathered outside the Basilica of St. Nicholas in the Italian city of Bari as he asks them to pray for the church, especially in bad times. Before his greeting, Pope Francis gathered in prayer and prayed for the relics of St. Nicholas of Cap. Thì dịch bệnh corona đã bùng phát tại nhiều nơi, thậm chí những nơi như là không mà theo như trước đây những chuyên gia dự đoán là virus corona khó xuất hiện, như là ở những nước Trung Đông mà thời tiết rất là nóng chẳng hạn, nhưng mà Iran đã có gần 80 người nhiễm bệnh và cả 4 ca tử vong. Cái dịch bệnh của corona này diễn biến rất là phức tạp trên thế giới. Nhật đang là một trong những điểm nóng của dịch corona, và đặc biệt là Hàn Quốc là hôm nay là đã hơn gần 1.000 trường hợp ca nhiễm bệnh và 10 người chết. Đó là tin tức thế giới về dịch bệnh corona. Tại Mỹ thì tin tức của Mỹ thì nóng trong 2 ngày qua là cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ. Tại Nevada thì tạm thời thượng nghị sĩ Dân Chủ là ông Sanders Bernie đang dẫn đầu trong cuộc đua là ứng viên của đảng Dân Chủ cho vị trí ứng viên của đảng Dân Chủ để ra ứng cử đối với đảng Cộng Hòa là đương kim tổng thống Donald Trump. Thì qua cuộc bầu cử sơ bộ tại tiểu bang Nevada, thành phố Las Vegas, thì ông Sanders Bernie hiện đang dẫn đầu cuộc đua so với ông cuộc đua của ứng viên trong đảng Dân Chủ, và cũng có ông tỷ phú Mike Bloomberg là chủ của tờ báo Bloomberg nổi tiếng ở Mỹ. Ngoài ra có ông Biden là cựu phó tổng thống thời của tổng thống Obama. Ngoài ra, về cộng đồng, để những người gốc Việt trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 3 tới cũng có những cũng đang nóng, rất là nóng dần lên giữa các phe phái chính trị trong quận Cam, rất là nóng, những chia sẻ, những công kích lẫn nhau của những người ứng cử như ông Tyler Diệp của phe về cũng cả về trường hợp về recall là phế chức của ba vị đang tại chức là ông Chí Tạ, bà Kim Lee Hồ và ông Charlie Chí Nguyễn, cũng như ông tài đổ ứng cử ra vị trí thị trưởng thành phố Westminster. Đó là đang trong cộng đồng người Việt tại quận Cam rất là nóng. Ngoài ra, cái tin rất là nóng trong ngày hôm nay là thành phố Costa Mesa thắng kiện vào hôm qua về cái sự việc là cơ quan phòng chống dịch Hoa Kỳ dự định sẽ chuyển bệnh nhân nhiễm virus corona COVID-19 về bệnh viện Fairview Development Center
tại thành phố Costa Mesa. Mà các bạn biết là Costa Mesa là một thành phố lân cận kế bên với Little Sài Gòn. Costa Mesa thì khoảng vài chục ngàn người Việt gốc Việt sinh sống và rất là gần bên cộng đồng người Việt tại Little Sài Gòn. Và thành phố Costa Mesa đã gửi đơn kiện đến các cơ quan tiểu bang liên bang, cơ quan về các cơ quan chức năng cũng như cơ quan về phòng chống dịch bệnh là họ không chấp nhận cho chuyển những bệnh nhân nhiễm virus corona về bệnh viện Fairview thuộc thành phố Costa Mesa thì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở đây. Và tạm thời chánh án, ông chánh án tiểu bang đã tạm ra la lệnh tạm ngưng cái việc có ý định đưa cái những cái bệnh nhân nhiễm virus corona này về cái về thành phố, về viện Fairview thành phố Costa Mesa. Đây đúng là một tin mừng vì nếu mà những người nhiễm bệnh về đây thì gần với cộng đồng sẽ gây nhiễm có thể thôi vì Mỹ làm việc rất là khắt khe về y tế nên là mình thì bỏ đi cái lo sợ như vậy. Bây giờ là 7:06 ngày 25 tháng 2 trên khúc đường San Diego, và các bạn thấy bây giờ vẫn còn có một khúc rất là đẹp và một khúc như vậy là sương mù nghe các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin ngày hôm nay của Việt Di Chú. Các bạn đừng quên là nhấn bấm nút like và subscribe cho Việt Di Chú nhé. Đây là một về tin tức thế giới, Hoa Kỳ và cộng đồng của Việt Di Chú. Cảm ơn các bạn. Xin chào. Tạm biệt.